Hi, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Budo. Bên vì tàu lao chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli và Đại Lâm chuyện bên lề. Đây là kèo Soloki cuối ngày. Để chụp hình ông kính lâm là Makin Rabai, bên kia là Bad Boy. Bad Boy có cô vợ là bé Trang, TikTok rất hot, rất dễ thương. Đấy là bé Trang, TikToker, idol TikToker. Đây là Mắt Kiến và Bad Boy solo cuối ngày. Rất khó chịu, quá khó chịu. Bad Boy chở đòn quá ghê. 2-1. Nghiêng về cho Bad Boy. Đây là kèo cuối ngày gom sổ. Các bạn hình dung ra. Lại là pha thiếu cảm giác rồi của Mắt Kiến. 3-1. Đây có thể nói là cuộc đối đầu Mắt Kiến và Bad Boy rất hấp dẫn. Các bạn hãy chờ xem ai sẽ vào bờ cuối ngày đây. Bad Boy đang điều đạo. 4-1. Quá khó cho Mắt Kiến rất bài. Buồn môi. Một cái, một con, quá ghê. Bi buồn. Các bạn trước đây còn xem Long Ki, Chen Len Li Ho, Tài Nhỏ, Linh Nhỏ, San Franky Solo. Thì hiện tại bây giờ Bad Boy và Mắt Kiến rất tương lai. 3-4. Bi buồn. Còn bên trong hiện tại bây giờ là tem của bà giỏi. Bà giỏi là tem của tiên chị tiên em đang có mặt tại Gò Sòi. Ba bốn bay bốn dò gà cho Bad Boy. Quá hay. 5-3. Quá khó cho Mắt Kiến. Bad Boy đều Mắt Kiến quá ghê. 5-3. Bên kia hiện tại bây giờ là xỉn xỉn thầy giáo dư Cường Kem Mã Cha So cũng đang còn ngồi bên kia. 6-3. Đổi sân. Libro và Libro. Chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Xe đồ mỗi mấy gái 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. 6-3. Đây là Bad Boy. Có cô vợ rất xinh xắn là bé Trang, idol TikTok. Lại là cú mốc của Mắt Kiến. Lại là Mắt Kiến thiếu cảm giác. 7-3. Cảm giác như Mắt Kiến chưa bắt nhịp được tốt nha các bạn. Không thể đùa với Mắt Kiến được đâu. Lại là cú mốc của Mắt Kiến. Quá hay cho Bad Boy. Lại là pha trả đòn. Quá hay. Lại là cú mốc của Mắt Kiến. Một pha bắt bài hay của Bad Boy. Quá hay. Thật sự pha bóng rồi. Quá đẳng cấp cho Bad Boy các bạn ơi. Có thể nói kèo cuối ngày gom sổ. Bad Boy chạy quá ghê. 8-3. Bóng ra ngoài. 9-3. Mười hai điểm tới. Đáng tiếc cho Bad Boy phá bóng gì rồi. 4-9. Cơ hội nào cho Mắt Kiến rắp bay đây. 5-5. Quá khéo. Một pha trả vặn sườn rồi cái Mắt Kiến. 5-8. 5-9. Xin lỗi các bạn. 5-9. Lại là pha thứ hai vặn sườn ngay chỗ đó nữa rồi. 6-9.
lại là pha vặn sơn. Còn đây là các tem sinh viên, các em các cháu sinh viên đang luyện công sân trong. Lại là ba quả liên tiếp. Bóng ra ngoài. 16. Một pha quá khói rồi cho Bad Boy. 70. Các bạn thấy những cú vuốt như thế nào? Mặt kiến rập bài. Thường dùng những cú xoáy ép phê của mình. 70. Bóng ra ngoài. 80. Bóng ra ngoài. Một pha vuốt bóng quá khó chịu rồi của Mackie đã bay. Đáng tiếc bóng bay ra ngoài trong gang tấc thôi. 11-8. 12 điểm tới nha các bạn. 11-8. Quá hay. Một pha trả đòn quá hay rồi của Mackie. 91. Dò gà cho mắt kiến. Lại là Bad Boy cú bóng. 10-11. Tới công chuyện rồi. Không thể đùa với mắt kiến được đâu. 10-11. Ở sân này hiện tại thì ở ngoài có Cường Kỳ, Cường Kem và Sỉnh Sỉnh. Kỳ rất hay. Solo Kỳ rất hay. Đang ngồi ngoài. Mười một đều. Chưa biết điều gì đang xảy ra. Thật sự mắt kiến quá ghê. 11 đều. Các bạn thấy không? Bad Boy rắc 4-5 điểm. Hiện tại bây giờ là 11 đều rồi. Thật sự rất khó lường. 11 đều. Bên kia đang cắp kèo tay nha các bạn. Quá lâu rồi sân Gò Sòi để chưa đánh tay bao giờ. Mười một đều. Đẳng cấp thật sự. Thật sự Mắt Kiên đã vào bờ. Lội ngược dòng quá ghê. Thật sự quá ghê. Quá hay. Quá hay các bạn à. Chúc các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Trận đấu rất hay, rất hấp dẫn.